Dạ vâng, em Hòa xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hòa tiếp tục mang đến cho quý anh chị chúng ta được một lô đất mặt tiền đường Hùng Vương, quốc lộ 14A, thị trấn Chư Sê quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là nó bám mặt tiền con đường Hùng Vương như thế này, là được 10m và sâu vào 40, và lô góc hai mặt tiền quý anh chị nhé. Và gia chủ đã lên là 200m² đất ở tại đô thị rồi. Ở đây là khu vực buôn bán đó, cực kỳ là đông này quý anh chị nhé. Từ cái vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển đến thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 30 cây quý anh chị nhé. Chúng ta đi theo hướng này, đây là toàn bộ khu dân cư buôn bán này. Lô 2, lô 3 ở đây thì rất là đông quý anh chị nhé. Ở đây đủ mọi tiện ích và dịch. Và về phía dưới này thì quý anh chị chúng ta di chuyển đến chợ Mỹ Thạch là 1,5 cây và di chuyển đến vòng xoay đồng hồ trung tâm của thị trấn Chư Sê, bán kính là khoảng 4 đến 5 cây quý anh chị nhé. Và ngay dịch trên đây thì khoảng mấy trăm mét là quý anh chị chúng ta ra đến trường tiểu học rồi quý anh chị nhé. Ở đây thì nói chung là khu vực này là mặt tiền đường buôn bán quý anh chị. Và cái sản phẩm hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị là nó có một lô góc, và ngay đằng sau lô đất của chúng ta là có bệnh viện cao su Chư Sê này quý anh chị nhé. Và 10 mét này, có ranh giới đây quý anh chị này, ranh giới bao sang phía bên này là 10 mét quý anh chị nhé. 10 mét quý anh chị. Đó, 10 mét và thế đất thấp hơn đường khoảng 50 phân quý anh chị nhé. Và bên này là có một mặt đường đây quý anh chị nhé. Một mặt đường bên hông là mặt đường Lê Trọng Tấn nhé quý anh chị nhé. Và lô đất của chúng ta là có hướng là hướng Tây Nam quý anh chị nhé. Mặt đường hướng Tây Nam. Đó. Và bên hông có một mặt đường rất là rộng như thế này. Đường này là đi vào cổng bệnh viện và đường kia là đi vào khu dân cư bên trong. Đó. Hành lang đã trừ hết rồi quý anh chị. 10 mét sâu 40, 200m² đất ở đô thị quý anh chị. Đó. Một lô đất có thể nói rất là đẹp quý anh chị nhé. Đằng sau là bệnh viện rồi, trung tâm y tế cao su Chư Sê này. Mười mét sâu 40 quý anh chị nhé, 200m² đất ở đô thị. Đấy, bên hông này có một con đường này, một con đường đi sâu vào xung quanh hộ dân bên trong này, và con đường này cũng có thể thông đến đường tránh. Ngay đằng sau này là đường tránh của đường tránh đông của huyện Chư Sê rồi quý anh chị nhé. Nói chung là ở đây là khu vực trung tâm thị trấn nên là không thiếu tiện ích gì cả quý anh chị nhé. Đây, ranh giới đây quý anh chị này, ranh giới này, bắt đầu từ đây nhé. Và kia đến kéo qua bên này là 10 mét, là cái giếng này là chia đôi giữa hai nhà nhé, là sử dụng chung nhé. Đó, 10 mét là đến nửa cái giếng này quý anh chị này, mở nửa cái giếng này, gióng thẳng lên là 10 mét, chạy sâu xuống bên dưới này quý anh chị này. Là 40 mét là đã có ranh giới đây quý chị nhé. Đây quý anh chị này. Là đến đây quý anh chị nhé. Đến gần giáp với cái cổng bệnh viện này. Đến cái cột này quý anh chị này. Đó là vuông luôn. Đầu 10 và cuối cũng 10 và sâu 40, đã trừ hết hành lang lộ giới rồi. Đó. Quý anh chị nào chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì hãy liên hệ cho em Hòa với số điện thoại em đã ghim trên màn hình. Kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng nắm bắt rõ hơn về sản phẩm lô đất này và dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế nhé. Em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý anh chị đang xem kênh, đừng quên cho em Hòa xin một nút like, một nút đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh nhà đất của em Hòa nhé. Em Hòa xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video cũng như là sản phẩm tiếp theo.